Rồi thân mời nhà mình ghé giao lưu tham khảo một cái hải châu lá nhỏ, form thiên nhiên. Cây này đã sống khỏe rồi. Cây này có mã số là 404, có tổng sơ đồ hoành gốc là 32, chiều cao là 42, đang nằm chậu nuôi là 25. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 500k, bao ship không chậu nha. Hải châu lá nhỏ đã sống khỏe rồi, dáng form thiên nhiên. Cây khỏe rồi nha cả nhà. Về nhà mình vô dây lại nữa là ok. Hải châu lá nhỏ. Cái này cái mã số là 404. Nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 500k, bao ship không chậu nha. Hải châu lá nhỏ. Sống khỏe rồi. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.